ba làm gì ra quyết định, nó làm tài trình nó gửi lên chủ tư ra quyết định như nói gì ạ? Ba làm trình thì thằng đài truyền hình đó là chủ đầu tư. Ừ, thằng đài truyền hình ra quyết định. Đâu, bỏ cho cái đó, nó của sở văn hóa chứ. Không, của sở đài truyền hình. Của đài truyền hình luôn. Đài truyền hình làm chủ đầu tư. Ban đài truyền hình nó thành lập cái ban. Bây giờ phải là cái ban đấy trình ban trình thôi, ban trình cho đài truyền hình không? Ừ, đài truyền hình phải ra quyết định không? Đúng rồi. Thì bây giờ mình thì thằng mình phải làm quyết định luôn để nó trình nó ký cho một thể thì làm một ban thế phải có gì nào quyết định nữa. Thì bây giờ mình làm luôn hết luôn ý đây, thì chú cho anh một cái nào mà không có quyết định giờ đó. Em gửi cái file scan cho nó đánh lại nha. Ờ cũng được, tại vậy thôi chứ cũng được cái gì. Vậy là tốt rồi ạ. À? Ừ, vậy là quá rồi. Quá tốt rồi ạ. Anh tiền tư vấn thì được bỏ phí sức chứ bác. Ừ. Mẹ đang làm cho bên ông Quang, nhưng ông Quang đéo làm được. Ông ấy được đồng bảo mình phải làm hết. Khổ. Mình phải bỏ tiền để trả cho bên ông Quang đó. Em dạy bỏ ra đấy. Bây giờ anh có thấy không? Ừ. Làm tư vấn cho ban quản lý ngành đủ sướng chết tại ai rồi. Ông Quang là chú, ông quyết định của anh đâu. Chú, ông quyết định của anh đâu. Sướng. Sướng phải dọn sẵn lên cô mà dầu nhá xanh. Nó bảo làm được thì nghỉ gì vậy? Làm được nghỉ mẹ. Mẹ nó đuổi, nó đuổi về chứ. Tao không phải kể nghe như đủ. Tao là đáng được con mình của mẹ. Vẫn phải xứng thằng anh. Hôm nay thì đủ hoa đại nào chứ? Mẹ một chú, hai chú. Mẹ cũng đáng được con mình. Vẫn phải kêu nó bằng anh. Mà suốt rồi. Mai hỏi bàn trong thông báo nó bảo là lười quan hệ có thể chết sớm này. Lười quan hệ hả? Thế thì mình sẽ tiếp tục à? Ồ vậy là thằng canh mà mẹ nó thọ. Đúng, thằng này nó thọ. Mà nó làm liên tục à? Xin quá. À, sao vợ? Mà mày sạp lại con xin quá, con chết sớm rồi. Chứ ngày nó đóng 3 cuốc mà nó ăn cơm 3 bữa, ngày 3 cuốc. Nè. À anh Kiên. Không có nè, tăng sức đề kháng cho cơ thể này nha, tốt cho hệ tiêu hóa nè. Cái gì? Giảm stress nè. Úi dồi, thế là tôi không có rồi. Chống trầm cảm, úi dồi, còn là mấy cái mà nó vượt qua không? Thế nó khỏe phải rồi. Chống trầm cảm đúng không? Chính xác. Không có đấy là trầm cảm đó, bức xúc đúng không? Nó bị tồn. Tuần kho. Hà đừng kho nguy hiểm hả? Sao? Ngoại tình là phạt tù 1 năm. Đúng rồi. 1 năm. Cái đấy là muộn nhưng mà anh có ngoại tình đâu. Ôi ôi trời ơi, thằng này nó bảo là nội tình. Anh có ngoại tình đâu chú này, chán gì. Ngoại tình là sao, là ví dụ mình có vợ là đi chơi hàng là cũng là ngoại tình. Không. Không. Ngoại tình là là bồ không với nhau đấy. Bồ anh phải sống chung ở chung. Còn là mày tao ngủ chung thôi sao? Không, ngủ chung mà bị bắt gặp. Ê, ngoại tình thì bây giờ thì chú yêu nhau cũng là ngoại tình à? Không có cái lực một cũng phải lực. Nghĩa cái sao mà là tình là sống như vợ chồng. Sống như vợ chồng đó. Sống mày nó có ăn ở với nhau. Ăn ở với nhau. Sống mà mày đến được cặp mày bị chạm được một vài điếu thì ăn thư giáo đi. Ừ. Thì ba con điếu về không có sao hết. Thì lúc đó mà ấy. Không, nhưng mà đừng để vào biết không kiện được. Thế trước khi đi ăn phải chùi phải tàu đau cho sạch sẽ. Chùi mép lên nên nó mới sạch. Nhưng mà anh ngoại tình đâu? Anh ngoại tình đâu?
Ồ, vợ anh này chỉ có vợ đâu mà chú này chán nhỉ. Bây Chán nhỉ. giờ nó đâu có vợ Chán thật. Tình rồi có vợ, đấy có vợ, tình khổ quá, thanh niên. Nhưng mà anh không có vợ, khổ quá. Thanh niên giờ. Đó là tay tân rồi, Tân. còn nguyên cấu nguyên kiện. Anh đừng đường chứng chính nhỉ, anh có giấu giếm gì đâu. Nào lên đây rồi. Mà bây giờ này nó đủ gì để một tay lên không mày hả không thằng nào cũng phải đủ về về để con học hả học kinh nghiệm rồi đúng không kinh nghiệm nhiều nhiều bố đầu đỡ đầu thằng nào phải có cái kinh nghiệm ba thằng tối giờ ba thằng một thằng một thằng một thằng một thằng hai thằng đây là sớm rồi lịch tù đi với nhau mình chủ đi nhau không nào không thằng nào mà cái có cái này nó không có chi phí làm sao mình đầu không có chi phí thế là bây giờ bọn bọn anh bỏ tiền ra cho thuê để nó làm cái này làm tiếng thôi không phải trong cái quy hoạch nó không nó là trong nhiều trong cái quy hoạch đó không có chi phí đó đâu cái thông tư của bộ quy hoạch này nó có cái đó không có chi phí đó không có chi phí nên là bộ sơ mời thầu nó chạy mất tiền bên quy hoạch bên quy hoạch à bên này nó phải theo luật đấu thầu đi có gì vậy nếu mà công nhưng mà dự toán không cái dự toán để lập dự toán quy hoạch thì nó không có cái đó không phải bây giờ bên này nè quy hoạch là nó quy định về những cái về luôn cái mảng quy hoạch rồi còn nếu mà tham gia công tác đấu thầu thì bắt phải theo cái luật đấu thầu chứ đấu thầu nhưng mà khi thẩm định dự án cái thằng sở xây dựng nó bảo không có cơ sở nào để mà đưa cái chi phí thẩm định vào chi phí thẩm định thì em không nói không cái đưa cái chi phí hồ sơ mời thầu này mà không có cơ sở nào đưa vào cái hồi anh hỏi nó phải đến hồi nó bắt đầu sẽ làm sao những cái giao thông như này dễ cái đường sao làm cái nào cái đầu có lại nhiều như trong cái toán như vậy mà từ toán có trong cái 759 nó có cái không cái nó định riêng cái đầu có ở bên cái quản lý chi phí đầu tư mà không có cái giảm cả chi phí dự phòng nữa đâu khổ hết đâu mà mình nữa sao mà không có chi phí dự phòng không có chi phí hồ sơ mời thầu nó có 600 mấy mà bây giờ thằng kia được mấy triệu à trong mấy triệu tao nghĩ 600 mấy về đâu rồi à tư vấn hả em tự đi xin lắm 600 mấy 600 mấy của anh là 600 mấy còn của thằng kia trước kia đó chỉ sau cái đó thì đầu tiên là khảo sát cái quy hoạch là một trong anh nhỏ tách mấy để giảm nó xuống đi tiết chẳng mấy làm chi mẹ cứ đấu vô cái gì mua gì mà trả bây giờ là phải làm đi làm tạm đi còn bây giờ đấy vậy cái sở kế hoạch ra cái quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu rồi anh vậy cái chi phí tư vấn nhà mình tính sao cái tư vấn là lập hồ sơ mời thầu với giá sơ thầu á thì bây giờ không có bao nhiêu là bên kia chi phí này không cái của bên kia thì em quan tâm tư vấn á còn chú à cái chi phí đấy còn căng đấy nhá à, cái đó căng á cái đó khó làm tính toán á cái đấy cũng căng đấy không phải vừa đâu cái đấy trong tính toán nó có đúng rồi tính toán nó đâu có cái chuyện cung cấp file không là thôi anh em mình chắc tự tạo riêng rồi chào lại không à, chứ trong kia chi phí lập đâu có cái khoản mục là cung cấp đầy đủ file thì cái đấy rất là nhiều tiền đấy đúng không sao nó nằm ở đó đó quan trọng là có đúng chúng hay là đúng cái công hay là phải rớt của mẹ là cắt trong thương chẳng thì nó cho một cái mẫu rồi về đánh chết bà ấy. Rồi mà cắt gọt à gọt tỉa hả con cho cái thằng mà gọt tỉa thôi à em cái chi phí mà tư vấn tầm 2 tỷ mấy em đưa xuống cũng dưới 500 được rồi phải không rồi cao cũng thế mà thằng kia đâu chịu nghe phải kia sót quá thôi mày để đấu thầu đi không mình
mấy tự nhiên mà kêu tôi xong đây chi đâu mà em đầu nó khoảng có tỷ hai giờ đôn lên đủ mất 2 tỷ mấy rồi thằng nào cắt đầu đấu đúng không đấu đấu tới luôn đấu đấu tới mẹ thì mất công cắt nào sang cắt nào để cắt cho anh cắt được nửa tay cắt chỉ cắt 2/3 rồi cắt không thương tiếc rồi. Để phục vụ anh Sinh chứ. À quên mất, chưa gọi bạn em gọi nước mà nhỉ. Mời nước đi. Thôi lì xì được rồi. Không chín. Gọi đi. Uống gì thì gọi đi, nhanh lên. 0918 0906 0906 chị Dân bỏ rồi mà. Đợi bà khác. Xin mời. Uống đi, gọi đi. 0906 nhanh không gọi ý đấy. 99 nhớ số thì bấm ơi. Máy bị em, máy em bị cắt mà ơi. Đây, nhanh xin đi chẳng, nhanh không có đổi ý đấy. Anh Phong phải đưa cái sinh đi từ tâm nước, làm nước vô nước sinh đi. Không thích gì trước được rồi. Gọi đi Phong rồi, gọi đi Phong rồi. Anh đi giờ. Cho phần ngang. Không em. Đấy, còn cái này đó. Anh gọi đi. Dạ. Nhưng mà bạn kia gọi đi. Uống cái gì thì gọi đi. Không có điện thoại quá chưa gọi đi thì nói. Ba bạn gọi xong rồi. Anh ngồi im nãy giờ. Ngồi gồng nãy giờ. Thôi mày gọi đi. Gọi đi. Tiền á. Cho em thuộc kênh á. À đó. À cho em nó gì. Nước yến. Một cái gì? Em ok. Ăn ghê. Ăn ken luôn, cho nó ken. Ôi đây. Không tới thấy anh khỏe rồi, thôi anh uống cái gì yếu đi. Nhà đang mấy. Cái đang ăn xong rồi giờ đi luôn. Không, Ừ. Ê, giờ này thấy lên phải chưa? Gì nhỉ? Đâu? Chợ này còn nó tới bằng tiếp mày. Mình sẽ giúp đi. Cái gì vậy? Sao phải? Nghĩa là cái này sao phải sao ấy đúng không? Cái phải mới học xong. Tại này phải qua hôm đi đi mà còn gì chờ ai mà nói trên phải lên. Không, chờ ai chú có chứ ai. Rồi. Anh đâu chờ đang đâu. Dạ ơi thôi. Bà xã lên ở đâu? Dạ lên này đó. Châu Đốc. Đúng không? Châu bà. Anh ơi, về tới đi đâu rồi này? Về tới đầu làng. Hôm nay hỏi câu này. Em bà xã xách máy đi. À, bà xã vào trang phơi này hả? Ừ. Em ở xong nhà chú lại cho bà biết phơi của chú. Bác của chú biết phơi thì đâu biết mật khẩu rồi. Em bỏ lên trên này. À. Để nó biết nữa. Không, ở ngoài thì riêng. Bố bao nhiêu anh hùng? Chạy có số tàu. 906, 33, 37, 30. Từ từ để em nó đọc. Gọi luôn đi, gọi luôn. Ông quá nhiều gọi đi rồi. Mệt quá rồi, nãy giờ mình gọi thì gọi đi rồi. Em gọi là 0906 3 7 30. 3 7 7 30. Toàn ép cái người quá nhiều gọi đi gọi cho mình thua.
Nước bia, nước yến nha. Nước yến, yến. Ăn chân. Cái gì? Hả? Có ăn đi bây giờ làm sao rồi? Nước yến. Người ăn lỗ chịu. Cứ thầu cái cũng làm cái thầu này được ông chưa bắt cái gì thì không. Ông đi vườn, vào cái phòng ban quản lý có chỗ để xe mà không có cửa đây cũng đang mở kêu mà thiếu tí nữa kêu năm lon bia cái còng móc tiền ra trả ói luôn. Ngon hả?
Chỗ trống à? Nó nhìn thấy một bình gì? Không, nó đang nhìn thấy một bình rồi. Nó đang đứng ngã tư á. Vô tới nè, cuối cùng. Từ tới.